Chào các bác, em lên sóng con máy lọc khí sáp ngon bổ rẻ lành bền đết cao. Cái chiếc này thì phục vụ cho các bác dùng trong phòng ngủ. Sở dĩ là các bác thấy cái máy lọc không khí của Nhật họ về Việt Nam rất là nhiều vì bên Nhật ấy, từ các cái phòng nghỉ khách sạn hay là phòng nhà ngủ, phòng bếp, thậm chí như họ còn dùng tất cả các loại phòng. Không khí của Nhật họ có thể nói là họ tốt, không khí chất lượng tốt hơn mình đấy, nhưng mà họ dùng máy lọc không khí rất là nhiều đấy. Nhưng Việt Nam mình là không khí quá là ô nhiễm. Những bác nào mà có điều kiện thì mình nên sắm một chiếc bảo vệ sức khỏe gia đình. Đầu tiên thì mình cứ sắm một chiếc trong phòng ngủ đó. Đấy. Khi mình cảm thấy ok thì mình sắm theo các cái phòng khách khác. Mỗi phòng sắm một chiếc. Con này là một cái con sáp DET 2017. Đấy. Còn rất là mới. Hoạt động mọi chức năng hoàn hảo. Em bán là 1 triệu 3 các bác nhé. Các bác dùng cho phòng loanh quanh khoảng 10-15 mét vuông đổ lại. Đấy. Là hợp lý. Nhỏ gọn mỏng đẹp. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo hai số này, có Zalo, hai kênh YouTube. Đấy, các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bác. Một con sáp rất là mỏng gọn các bác, mỏng dính luôn, nửa găng tay, mặt trên nửa găng tay luôn. Thiết kế sang trọng hiện đại. Phần dưới của nó thì chỉ chưa đến dày, chưa đến 20 phân. Nói chung là để rất là gọn, phù hợp với các cái phòng nhỏ, không gian nhỏ gọn. Các bác ngại con máy phòng lớn, máy cũng rất là hiện đại. Báo phần trăm độ ẩm này các bạn này. Đây. Đây, xem được cả nhiệt độ các bác nhé. Đây. Yeah. Hẹn giờ này. Đây. Các tốc độ lọc này. Nhanh chậm tức là. Giữ 3 giây. Này. Giữ 3 giây nó khóa phím các bạn. Đấy. Yeah. Giữ 3 giây mở. À. Ấn 3 lần các bạn nhé, chứ không phải là giữ 3 giây, ấn 3 lần. Ấn 3 lần ở đây tắt tăng giảm. Đây là cái nút này là cái nút tắt bật đèn. Nhiều khi bán nhiều máy quá hơi hơi quê một chút các bác. Mã KC30T5 giá 1,3 triệu. Màng tạo ẩm cái này các bác, lọc khí bù ẩm khử mùi diệt khuẩn, màng tạo ẩm rất là đẹp mới nhé. Đấy, rất là đẹp. Màng HEPA em thay mới vẫn để nguyên ni lông nha các bác này. Có 1,3 triệu thôi ạ, tội gì các bác không sắm một chiếc bảo vệ sức khỏe gia đình. Màng than trong này rất là dày. 1,3 triệu các bác có một con lọc khí khử mùi bùa diệt khuẩn. Máy em đầu Việt Nam điện 220 rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn, rất là dễ tiện sử dụng, có 1,3 triệu thôi ạ. Các bác nào chốt chiếc này alo em nhé, bảo hành 12 tháng. Chào các bác nhé.